quý ông bà cô bác và quý anh chị em ạ. Chiều nay Khánh có một chút rảnh, cũng thời gian cũng không có nhiều, cho nên thôi Khánh xin được mời quý vị mình cùng với Khánh đến tham quan sông La Ngà, cũng như những cái làng nổi La Ngà, những làng cá bè, và đi tìm những cái thuyền đánh cá buổi chiều trên sông La Ngà. Quý vị cùng với Khánh kiếm một chút cảnh thanh bình nơi sông nước, mùa nước dâng. Sông La Ngà là hạ nguồn sông La Ngà đấy quý vị ạ. Và đây cũng là nơi mà nước bắt đầu chảy vào hồ Trị An luôn. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh lòng vòng tham quan một chút sông La Ngà mùa nước dâng này xem như thế nào nhé. Mùa này nước dâng ngập lên con đường rất là xa quý vị này. Bà con ở những cái nhà dọc dọc ở đây là đều phải sinh hoạt chung với nước. Có nhà thì phải đi lại bằng thuyền rồi đấy. Hết chốt quý vị. Nước dâng vào tới nhà luôn. Mình làm cá ở đây luôn này. Mà mình hỏi mình tí là cái chỗ mà người ta bán cá chiều, người ta bán cá về là bên kia cả chiều. Tí nữa à? À không, những cái loại cá mà đánh sông ấy mấy người đi đánh cá chiều ấy. À vâng. Và người ta đi đánh cá về ấy. À dạ. Cá diêu hồng kỳ này thế bảo rẻ không chị? 20.000 ký là so ra là rẻ. Rẻ nửa tiền đúng không nhỉ? Sông La Ngà đây dâng cao. Sông La Ngà thì thuộc về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chảy ra hồ Trị An quý vị. Bắt nguồn dòng sông thì từ anh thấy là từ hồ Đa Mi trên Hàm Thuận, Bình Thuận đấy quý vị. Gần Đồng Kho, Tà Bao luôn. Quý vị thấy mùa nước dâng sông La Ngà có nhiều đám lục bình trôi, những căn nhà nổi thì nằm dọc dọc theo sông và tản mát khắp nơi quý vị này. Quý vị thấy khung cảnh thì rất là đẹp.
mặt nước trong xanh, những cây lục bình, những cây bèo rất là nhiều. Dọc dọc ven cầu La Ngà, bà con đi lấy những cây lục bình về chế biến phơi khô cho nó có sự dẻo dai quý vị. Rồi sau đó bà con sẽ đan lát những cái đồ, những cái đỏ, những cái rổ, cái rá giống như ở trong lá ủ vẫn thấy bà con làm ấy. Những cây lục bình ở đây to đẹp quá quý vị này. Những lúc nước nổi như vậy thì bà con ở trên những cái nhà nổi này đều phải di chuyển bằng thuyền hết quý vị. Các cháu đi học, lên bờ, đi chợ, tất cả đều đi bằng thuyền. Quý vị có thể thấy nước dâng lên rất là gần với lại mặt cầu La Ngà rồi. Sông La Ngà thì đây là cái cầu theo văn viết thứ tư rồi đấy quý vị. Đây một chiếc và bên cạnh một chiếc cầu cũ thấp hơn. Phía bên này thì có hai chiếc cầu ngày xưa. Mùa nước dâng này thì nó che hết các cái mố cầu rồi. Khung cảnh thì rất là đẹp quý vị. Xem câu cá mà. Dạ. Mà không biết câu. Ba mẹ con đi luôn hả con? Dạ. Ba mẹ con luôn hả con? Dạ. Dạ, đi cho vui. Khung cảnh hoàng hôn xuống. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 Tây quý vị, và ngày 21 ta rồi. Còn 3 tuần nữa là năm mới thôi. Quý vị thấy khung cảnh này, có bên sông La Ngà, ở đây là hạ lưu rồi. Có rất là nhiều khung cảnh đẹp. Cô gái đây dẫn con đi câu cá mà có lẽ không quen câu, câu vui thôi ấy. Cá rô phi. Ôi cái chừng ở cái vảy nó ghê lắm. Trời ơi, vào giỏi quá. Từ từ thôi. Mình cầm nó cẩn thận. Cá rô phi, cái vảy nó sắc lắm. Đấy, con trai cô giỏi hơn mẹ rồi. Trời ơi, mẹ mà lấy mẹ cũng muốn mà chắc mẹ nhịn mặn quá, nó không mặn quá nó đứt cái râu. Cái râu luôn. Ừ. Mẹ gửi cho con ơi. Cái chừng nó nhảy ra mất. À, con muốn chứng kiến nhảy lắm mẹ. À đúng rồi, chứng kiến ấy, anh tùy theo cái mồi. Ê.
À, kéo cái bay. Ấy cho nó cắn cái đầu nó sước lắm. Sắc lắm. Ô, rồi giỏi luôn. Con gái em mấy tuổi ta? Cháu mấy tuổi, con gái cháu mấy tuổi? À, với bằng con chú. Ở lớp 2. Ờ nó mình hơi rê rê cho nó, cá nó tưởng con gì, con vật còn sống nó đang chạy ấy. À, mình động động cho nó kiểu nó tưởng là con mồi nó còn sống ấy, nó mới đớp mặn. Được, à, được một chú cá mà dính với cái lưỡi câu, thấy chưa? À, còn cái phao chắc vào. Nhiều lắm, ở cái cây vừa giờ cháu đây nó leo lên cái cây kia kìa, cây tre vừa giờ cầm vào nhiều lắm. Cá nhỏ thì chắc không đến nỗi. Chắc có đi bắt điều nhé. Hồi nãy bỏ xuống là nháp, bỏ xuống nháp. Ừ. Đi. Bảo ơi, bảo để núi ra cái cây đi đảo. Bảo cứ đâm đầu cái cạnh đập. Đây dính à? Dính đúng cái cây đấy luôn. À, từ từ. Cái rễ bèo ấy. Nó đáng tự lấy cái gì nữa. Dạ. À, hai mẹ con. Đây hôm nay bảo câu được có nửa tiếng mà được một con rồi. Ồ, xuống nước luôn à. Chỗ này nó dễ dốc lắm chứ, cũng dễ té lắm, mà được cái biết bơi thì đỡ lo. Dạ. Bao giờ cứ đoán bèo. À, đúng rồi. Rồi, dưới đi nhá. Dạ, chào dạ. Ạ. Và hello, chào bé này. Đây là một khu vực mà thu mua cá trên sông ngay dưới cầu La Ngà. Ở đây thì có những chiếc xe tải về gom cá thôi. Rồi mình phải vận chuyển qua một cái hệ thống cầu bắt cầu nổi đấy quý vị. Đây là hình thức cầu nổi đấy. Rất là xa thì mới đến được chỗ mà chạm mà thu mua cá ở đây. Ở đây thì Khánh nghe nói là cá sông kỳ này cũng ít lắm, cho nên là đa số chạm thu mua đây họ có cá nuôi, họ bán quý vị ạ. Nhưng mà cá thì nhìn đẹp lắm. Đây, cầu ngay đây quý vị này. Giờ này là hơn 4 giờ một chút. Không biết là những người đánh cá thì họ về chưa hay là họ chưa về. Ở trên sông La Ngà thì ít người đánh cá hơn là trên lòng hồ quý vị ạ. Đây quý vị xem này, cá lớn lắm. Đây, những chung cá đây to lắm quý vị này. Cá nuôi nhưng mà rất là to. Cá to lắm quý vị. Đây quý vị ạ, còn nhiều loại cá nữa. Bên này cá dưa hồng, còn bên này loại cá gì mà nó có sọc quá đẹp luôn này. Không biết là cá gì quý vị. Cá gì mà nó có vây. Thank you.
Quý vị ạ, cá này lần đầu tiên Khánh thấy đấy, nó có những cái vây sọc hai bên rồi vây ở đuôi, cái màu sọc trắng ở đuôi quý vị. Người ta gọi là cá hồng vĩ. Khánh thấy to quá quý vị, cá nuôi mà rất là to đấy. Nhìn ở trong camera thì không rõ nhưng mà ở ngoài thì Khánh thấy nó to, có khi cả 7-8 kg có đấy. Cái này có lẽ là cá diêu hồng. Khánh thấy có một cái gì đó cũng gần giống cá koi quý vị ạ. Cá này cá diêu hồng hả con? Cá chép hồng. À, cá chép hồng. Cá hồng vĩ. À, chúc hồng vĩ. À, chúc cảm ơn. Loại cá chép hồng quý vị ạ, rất là lạ, đẹp như cá koi nhỉ. Ở đây có một chút cá sông là cá rô phi rồi quý vị này. Bên này đây có chị đây biết bán cá rồi. Mình đi bán cá hay đi mua cá cơ? À theo bé đi xuồng vô đem, mỗi vô đem với cá nào. À đêm nó nhảy nhặt to lắm mà. Vậy à? Ừ. Đã nha. Chú lên đó, chú đẩy cái địa chỉ này cho người ta biết chú mua cá. À, rồi. Chú, à, chú quay ngay xong rồi. Chú quay tiếp. À, đâu vậy? À, thải cái quay luôn. À. Bây giờ thấy rồi. Chụp dưới là thấy rồi. À, vậy à? Cá gì ở dưới trong? To á. Ồ. Cá dầu á. Ồ. To lắm. Ừ. Cá cơm mà gặp hay cá nàng luôn chồng. Đấy, này xong là đúng 5 kg đâu. À. Ồ, ừ, đây cái gì này. Một con cá sông đấy, đây chưa phải là hồ. Cá. Cá nàng. Đó, lấy nào đấy. Đúng rồi. Dạ lấy cà phê cho. Chú ký nha. À. 5 kg đấy. 5 kg. Ờ, qua cái gì này, mùa này vậy là to lắm rồi đấy. Xong rồi. Ờ, này xong rồi. Ờ. Đã qua, bên đây cũng có luôn à. Nguyên cá nàng không này. Này xong rồi, một loại đó. Ờ. Nhiều luôn. Ồ. Ô nào cá nào lần thôi. Ừ. Nào à. Đi không? Thôi. Cá nào? Ai mà làm cho tôi? To quá làm khó à cơ. Cá nào không hết con dao rọc cực. À. Đừng vậy đấy. Chục ký nha. Vâng. Chục ký rồi. Đừng đi. Ừ. Nào bây giờ. À, mình mua về mình bán à, mình làm chả cá. Nào làm chả. À đấy chị. Trường là to về nạo nó nhiều thịt chứ nhỉ? Có đâu, nạo thịt thôi. À vậy. Thịt nhiều quá nhỉ. Ờ, tại cô gái tay yếu quá chứ.
À. Rất là nhiều loại cá quý vị ạ. Đó, mấy cái này là cá sông đấy cháu nhỉ? Dạ. Rupi. À, mình mua về mình để đây, bây giờ mình lọc ra đấy. Đấy nào. Dạ, cái kia đó. Quay tí YouTube anh ạ. Thì tính đi quay bà con đánh cá về mà có vẻ hôm nay ít thì sao ấy. Quẻ rồi, đi chạy kiếm. Mới mốt có xuống là 1 giờ xuống á. À, vay 2 đồng. Dạ. Hôm bữa chứ gặp buổi chiều. Ồ, con cá đang có bầu sao cháu nhỉ? Dạ. Ừ. Ồ, nhà. Không xong. Ừ. Đang nhà xong. Ừ, đang nhà chưa? Đấy, ồ rồi. Đẹp quá. Nước ở đây nước sông đấy mà nó sáng trong thật. U đẹp chưa. U rồi cứ cho cao lên tí. Lấy cháu làm biểu tượng luôn. U đấy. Tết, tết rồi. Này giống như hai ông táo ấy. Rồi được rồi. Cảm ơn cháu. Giống như hai ông táo. Đẹp nha. Tại chú xuống mỗi bữa là có cá khủng, cá hô là con mười mấy hai kg. Ờ đó. Hôm nay chú xuống xuôi quá không có cái. À vậy ha. Bái rồi. Ờ đấy. Đây ở đây là vựa thì bà con mang đến đây bán thì nó dễ gom được những loại cá to. Cho nó cả cá hô mười mấy ký mà bán rồi. Đến đây vì thấy có cá nhiều loại cá khác nhau rồi quý vị. Rất là nhiều luôn. Những có loại vây rồi nó có những cái viền chỉ rất là đẹp. Như quý vị xem loại cá này. Đây là tự mua dần cũng đến mua cá mang về ăn đấy quý vị. Ở đây quý vị ạ, vậy là đến quý biết là trạm này thì gắn thấy có lâu lắm rồi. Ngày mình đi từ mạng Sài Gòn lên thì trạm nằm ngay bên tay phải dưới chân cầu La Ngà này luôn này. Ở đây vựa tên chị là Tấn Huệ. Có rất là nhiều loại cá, có lại cả những con cá hồ mười mấy hai chục ký có đấy quý vị. Nếu quý vị có điều kiện thì ghé đây mua xỉ, mua theo giá xỉ cũng ngon lắm. Nhiều lắm. Các loại cá ở đây, những con cá trên này to lắm quý vị ạ. Dạ. Đây đâu rồi, có chừng nó nhảy mất. Ôi trời ơi, chặt mà to chứ. Này. Đó. Ồ. Đấy. Đã chưa? Đây dạng to rồi. Cái này nhỏ còn to nữa. À mà tôi thấy là so ra đánh bắt là to rồi đấy. Đó, to. Chặt cái gì nè. Ồ. Này rẻ hơn. À. Con 2 ký. Cá tây tượng to lắm quý vị này. Rẻ hơn không nè. À mấy chục ngàn ký thôi phải. Ừ, không mắc quý vị ạ. Để tí gửi quý vị số điện thoại của gọi là cái khu vực nhà nội ở đây. Đây cho trai đang giới thiệu ở dưới này nhiều lắm.
ta chúng nuôi cá mà. À. Chê. Cái này cá giống hả con? Chê giống. Ồ. Ở đây còn cá chê giống nữa này. Quá trời luôn quý vị này. Một chiếc xà lan nổi trên sông cứ đi theo con nước vậy mà cũng có nhiều cá giống quá. Đây là cá chê giống để bán đấy quý vị. Có như còn cá chê vàng nữa. Nhiều lắm quý vị. Ở bên này này. Quý vị ơi, vậy là lần đầu tiên đi ghé một cái xà lan nổi của anh chị Tuấn Huệ ở trên này quý vị. Có rất là nhiều cá to đấy quý vị ạ. Cá nghe nói có cả con cá mười mấy hai chục ký mà người ta đánh được, người ta bán lại cho vựa ở đây ấy. Vựa đây thì có vừa cá nuôi, vừa cá hồ và Khánh thấy bất ngờ là nhiều cá to lắm quý vị ạ. Bây giờ thì Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh lòng vòng một chút nữa nhé. Đây, quý vị, ở đây là sông La Ngà, buổi chiều, hoàng hôn đang xuống đây này. Nước sông thì những chỗ này ngày xưa là đất hết nhưng mà bây giờ nước hết rồi đấy quý vị. Rất là nhiều. Quý vị ạ, Khánh cảm ơn quý ông bà cô bác và quý anh chị em mình đã xem phim cùng với Khánh cảnh thanh bình hoàng hôn xuống trên lòng sông mùa nước dâng kia nên rộng mênh mông, con đường chiếc cây cầu dài thân thang và khung cảnh thì có gì đó rất là thanh bình yên ả quý vị nha. Ở đây thì cũng là nơi sinh sống bao đời của rất là nhiều bà con gốc người miền Tây, gốc người Campuchia nữa. Khánh xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn yên bình và Khánh xin được chào tất cả quý vị ạ.